Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm và chúc mừng Tòa giám mục giáo phận Đà Nẵng. Cùng đi, về phía lãnh đạo Trung ương có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài. Về phía lãnh đạo Đà Nẵng có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu cùng đại diện các sở ban ngành liên quan. Tại Tòa giám mục giáo phận Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc Giáng sinh an lành, tốt đẹp, chúc đồng bào công giáo đón nhận nhiều hồng ân Thiên Chúa. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong năm 2022, đồng thời khẳng định đóng góp vào thành tựu chung đó có sự đóng góp của đồng bào công giáo trên cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Tòa giám mục giáo phận Đà Nẵng đã vận động tiến đồ chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, giúp đỡ các đối tượng yếu thế, qua đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng phó chủ tịch thường trực quốc hội cũng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố đà nẵng đã tạo điều kiện để đồng bào công giáo tổ chức thuận lợi các hoạt động tín ngưỡng trong khuôn khổ hiến pháp pháp luật góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân thời gian tới phó chủ tịch thường trực quốc hội đề nghị tòa giám mục giáo phận đà nẵng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được đồng thời vận động tín hữu đồng bào công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động do mặt trận phát động chung tay phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh trật tự giám mục đặng đức ngân giám mục giáo phận đà nẵng bày tỏ niềm hân hạnh trước sự quan tâm của đoàn lãnh đạo trung ương thành phố đã đến thăm nhân dịp lễ thiên chúa giáng sinh đồng thời khẳng định với vai trò trách nhiệm của mình sẽ tuyên truyền vận động bà con tín hữu đồng bào công giáo tiếp tục nêu cao tinh thần sống tốt đời đẹp đạo chung tay xây dựng đà nẵng nói riêng và đất nước nói chung ngày càng phát triển vững mạnh